và các bạn, vòng 18 của Euro 2024 sẽ khép lại với 8 cái tên nói lời chia tay trước nước Đức. Và 8 anh tài sẽ bước vào tứ kết. Hãy cùng báo Gia Lai điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất của vòng đấu nhiều kịch tính và không ít bất ngờ này. Giọt nước mắt của Ronaldo Cristiano Ronaldo đã lại khóc trên sân vận động Frankfurter Arena sau khi bộ đội nhà đánh bại Slovenia trên chấm penalty định mệnh để giành vé vào chơi ở vòng tứ kết. Đây không phải là lần đầu huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới lại rơi lệ với một kịch bản tương tự. Năm 2008, ở trận chung kết Champions League 2007-2008, trong đêm mưa Moscow, ngôi sao của Manchester United cũng đã không kìm được những giọt nước mắt khi chứng kiến quỷ đỏ đăng quang. Hôm ấy ở Lutski. Ronaldo cũng đã sút hỏng penalty và được Edwin van der Sar cứu rỗi. Nhưng đó là những giọt nước mắt ở đỉnh cao danh vọng khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đang là một trong những cái tên sáng giá nhất làng túc cầu thế giới. Còn ở nước Đức, tuy đó là niềm vui tột độ khi đội bóng của bán đảo Iberia vượt qua trận cầu định mệnh, nhưng xen vào đó có lẽ là sự ngậm ngùi. Ở tuổi 39, Ronaldo đang có một kỳ Euro khái mờ nhạt dù cho huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn tin tưởng anh tuyệt đối. Theo thống kê, Ronaldo chính là cầu thủ sút nhiều nhất ở kỳ Euro lần này. Trên nước Đức, anh đã có 20 lần tung ra những cú dứt điểm, song không một lần mang lại bàn thắng, ngay cả khi nó xuất phát từ cự ly 11m quen thuộc. Do đó, giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc Ronaldo cần lùi lại phía sau để nhường sân cho các đàn em đồng nhiệm Real Madrid ở tạp sư Phút 90 cộng 5, đội tuyển Anh vẫn đang bị Slovakia dẫn bàn trong thế trận mà họ hoàn toàn bế tắc trước đại diện của Trung Âu. Và trong những nỗ lực cuối cùng bằng cách đưa bóng nhanh nhất vào vòng cấm địa, Jude Bellingham đã ghi siêu phẩm quý hơn vàng cho đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate. Kịch bản ấy khiến nhiều người bất giác nhớ đến Real Madrid, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã giành được 6 chiếc vô địch Champions League tính từ năm 2014 đến nay. Trong hành trình tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu đó, đã không có ít lần họ rơi vào cảnh từ cõi chết trở về như đội tuyển Anh. Nhưng bằng một cách nào đó, Real Madrid vẫn giành chiến thắng và viết nên câu chuyện lịch sử. Để rồi là túc cầu sản sinh ra một khái niệm mang tên ADN Champions League để dành cho đội bóng này. Trên nước Đức hôm ấy, đội tuyển Anh có một cầu thủ Real Madrid duy nhất, đó chính là Jude Bellingham. Trước đó, người sau 21 tuổi đã chơi tương đối mờ nhạt, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, anh đã chứng minh vì sao mình được định giá lên đến hàng trăm triệu euro. sức mạnh đáng sợ của Tây Ban Nha. Luis de la Fonte mang tới Đức Đức một đội hình khá trẻ trung trong bối cảnh những giải đấu lớn vừa qua. Tây Ban Nha đều gây thất vọng, nhưng những cậu học trò từ thuở thiếu thời của ông thầy lão làng này đã và đang trình diễn một lối đá cuốn hút cùng sức mạnh đáng sợ. Tây Ban Nha là đội toàn thắng duy nhất ở Euro 2024 tính đến thời điểm này. Sau 4 trận, họ ghi được tới 9 bàn và chỉ để lọt lưới có một bàn. Bàn thua duy nhất ấy lại đến từ một pha phản lưới nhà không mấy may mắn ở vòng 1-8 trong các trận đấu của mình. Dù chỉ thắng cách biệt 1-0 nhưng những chú bò tót đã chơi hoàn toàn áp đảo, không cho cơ hội phản kháng nào trước tất cả các đối thủ. Có cảm tưởng như không đội nào chống đỡ lại sức mạnh của họ ở thời điểm hiện tại dù nằm trong bảng tử thần với những Croatia hay đương kim vô địch Italia. Chiến thắng 4-1 ở vòng knock-out là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của Tây Ban Nha. Trong một trận cầu sống còn, bị gã ngựa ô dẫn bàn, song La Rosa vẫn đầy bản lĩnh để lội ngược dòng một cách thuyết phục. đội tuyển Pháp vẫn quá kém duyên. Nếu như Tây Ban Nha ghi được đến 9 bàn thắng thì con số này ở Á quân World Cup 2022 chỉ là 3. Đặc biệt, hai trong số đó đến từ những pha phản lưới nhà của đối phương. Người Pháp chỉ mang về một bàn thắng duy nhất, song nó cũng đến từ chấm 11 m sau cú sút của Kylian Mbappe. Riêng trong trận đấu với đội tuyển Bỉ, trước sự thận trọng của Quỷ đỏ, Lesler vẫn tung ra đến 18 cú sút nhưng vẫn phải đợi đến khi bóng đập vào người của Hanvatongen đổi hướng bàn thắng mới đến với đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps. Với một hàng công sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, con số này khó được người hâm mộ Pháp chấp nhận. Số bàn thắng nghèo nàn này cũng đang khiến cho các học trò của huấn luyện viên Deschamps nhận không ít chỉ trích và rõ ràng trong cuộc đua đến ngôi vô địch, tâm lý nặng nề giữa những gạch đá của khán giả sẽ là một điều bất lợi. nỗi thất vọng mang tên Italia. Italia bước vào Euro 2024 với tư cách là nhà đương kim vô địch. So với Thụy Sĩ đang xếp ở thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng thiên thanh cũng xếp hơn tới 10 bậc. Nhưng khi hai đội bóng đụng độ nhau ở vòng 1-8, người ta đã hiểu rằng rốt cuộc Italia cũng chỉ còn là một cái tên. Đó có lẽ là một trong những trận cầu đáng quên nhất lịch sử bóng đá Italia. Họ chơi một thứ bóng đá rời rạc, bạc nhược và quan trọng hơn cả là thiếu đi sự dũng mãnh ở trong tinh thần thi đấu một đất nước chưa từng vô địch Euro hay World Cup. Thành tích tốt nhất chỉ là vào đến tứ kết như Thụy Sĩ lại có thể để Azuri ra đề đá. Tỷ số 0-2 có ý nghĩa hơn cả một trận thua. Nó khiến đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti về nước trong ế chề. Có lẽ đây là lúc mà Italia cần mạnh dạn làm một cuộc cách mạng nếu không muốn uy danh lừng lẫy một thời rơi vào giai đoạn thoái trào. bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh youtube của Báo Gia Lai để cùng chúng tôi đồng hành trong suốt mùa Euro 2024. Xin chào và hẹn gặp lại!